Xin chào anh em là Tú Authentic Watch. Hôm nay em Tú sẽ trên tay giới thiệu đến với anh em mình hai chiếc đồng hồ thuộc hai bộ sưu tập cực kỳ đình đám của nhà Omega. Đó là bộ sưu tập The Vinhouse Vision và bộ sưu tập Contemplation. Chúng ta sẽ có hai chiếc đồng hồ với những thiết kế mới nhất của nhà Omega nhé. Ở trên tay của em thì đang là một chiếc đồng hồ với thiết kế sa mặt 41 với mặt số màu đồng và một chiếc đồng hồ có thiết kế sa mặt 38 mm với thiết kế thân vỏ được kết hợp giữa thép và vàng hồng 18K, mặt số kẻ caro chám cực kỳ đẹp nhá. Và cả hai chiếc này của em đều là hai chiếc đồng hồ hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện đi kèm và sẽ được bảo hành chính hãng tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu, đó là 5 năm. Và trên tay của em đây ạ thì đang là bộ thẻ của hai chiếc đồng này. Chúng ta sẽ có đầy đủ các tấm thẻ bảo hành chính hãng, tấm thẻ chứng nhận bộ máy, và với chiếc mặt số màu đồng thì chúng ta sẽ có thêm tấm thẻ chứng nhận về độ chính xác bộ máy nhé, với sai số chỉ là cộng trừ không quá 0 đến 5 giây trong mọi điều kiện, mọi môi trường. Và bây giờ thì em sẽ cầm trên tay review trực tiếp cho anh em mình với chiếc đồng hồ với thiết kế mặt số màu đồng này. Chúng ta sẽ có hai ô lịch ở bên trên góc 3 giờ, và với hai ô lịch này chúng ta sẽ có chức năng lịch thường liên nhá. Thì với chức năng lịch thường liên, chúng ta sẽ cần chỉ lịch một lần duy nhất vào cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 hàng năm mà thôi. Còn tất cả các tháng còn lại thì bộ máy này nó sẽ phát hiện được tháng thừa tháng thiếu, và ngay khi sang tháng mới thì bộ máy nó sẽ tự động nhảy sang mùng 1 tháng mới luôn nhé anh em. Và chúng ta sẽ có đó một cái phần mặt số được hoàn thiện với công nghệ chạy tia và phay xước có màu đồng cực kỳ đẹp nhá. Và với cái phần mặt số này thì anh em mình sẽ thấy một cái màu sắc khá là bắt mắt và lạ mắt. Chúng ta vẫn sẽ có thiết kế cọc số La Mã bằng thép và sẽ được đánh bóng kiểu dạng đa giác để giúp cho phần cọc số trở nên đẹp và lấp lánh nhiều hơn. Chúng ta sẽ có một cái mặt kính sapphire cong nguyên khối, và mặt kính này cũng sẽ được phủ AR chống lóa. Bởi vậy thì anh em mình nhìn mặt kính rất là trong, và kết hợp với cái mặt số hoàn thiện chải tia và phay xước, anh em nhà mình sẽ thấy những cái điểm lấp lánh cực kỳ đẹp đúng không ạ? Về phần thân vỏ thì chúng ta sẽ có thân vỏ bằng thép và sẽ được hoàn thiện dựa đánh bóng và phay xước. Sa mặt thiết kế 41 mm, độ dày của chiếc này nó sẽ rơi khoảng tầm 12.5 mm. Thì với cái thiết kế sa mặt như này thì anh em mình nhà cổ tay vừa và to đeo rất đẹp nhá. Ở bên tay phải của em thì chúng ta sẽ có thiết kế lún của chiếc đồng này, và với thiết kế lún thường anh em mình sẽ chỉ cần vặn tiến lên là lên gót tay, và rút một lắc sẽ là chỉnh lịch ngày và chỉnh lịch tháng, rút thứ hai sẽ là chỉnh giờ. Khi mà anh em nhà mình vặn kim đồng hồ, nếu mà qua 12 giờ thì đồng hồ không nhảy lịch, chúng ta sẽ xác định được hiện tại đang là giờ chiều, và bởi vậy thì anh em mình có thể chỉnh lịch một cách rất là thoải mái nhá. Còn khi mà anh em xác định được hiện tại đang là giờ đêm thì anh em mình không được chỉnh lịch từ 9 giờ tối đến qua 6 giờ sáng nha anh em. Sau đó thì anh em về lớp 1 này vặn tiến lên sẽ chỉnh lịch ngày, ngược lại sẽ chỉnh lịch tháng nhá. Nếu mà anh em cứ để cho bộ máy hoạt động thường xuyên thì anh em mình không cần phải chỉnh lịch đâu ạ. Thiết kế bộ dây, chúng ta sẽ có một bộ dây thép đặc được hoàn thiện bởi các chỉ nhỏ kết hợp vào với nhau. Một cái mắt dây này sẽ có tổng cộng đó là 8 9 mắt dây kết hợp vào với nhau, tạo thành một cái bộ dây cực kỳ đẹp và mềm mại. Độ dày của cái phần bộ dây này cũng khá là chắc chắn và dày luôn ạ. Thiết kế khóa bấm chống gập nhá, và chúng ta sẽ có hai bấm gập hai bên, logo thương hiệu của hãng bằng vàng. Và ở mặt sau đáy của đồng hồ thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng được bộ máy của chiếc đồng hồ này sử dụng. Đó là bộ máy có tên gọi Omega Master Coiso 8902. Thì với bộ máy có tên gọi 8902 là một trong những bộ máy đời cao và có đầy đủ các chứng nhận độc quyền và phát minh độc quyền của nhà Omega nhá. Với độ chính xác đạt chuẩn Master cho Master, chúng ta sẽ có bộ thoát đồng trục Master Coiso. Nó giúp cho bộ máy có thể chống từ, cùng với đó sẽ là có thể chạy chính xác ngay cả khi bộ máy yếu cót. Và chúng ta sẽ thấy trên cái phần mặt sau đáy này sẽ là một cái mặt kính sapphire nguyên khối, cùng với đó sẽ là những cái thông tin ở bên ngoài cái phần mặt máy này. Về thời gian tích cót của bộ máy này thì vẫn sẽ là 55 tiếng nhá. Sai số thì sẽ là một cái sai số cực kỳ chính xác. Bây giờ em sẽ trên tay thử để anh em mình có thể cảm nhận được chiếc đồng hồ này lên tay nó sẽ vừa tay và nó đẹp như thế nào nhá. Mặt số màu đồng thì chúng ta sẽ thấy một cái phần mặt số rất là bắt mắt, đi kèm với đó sẽ là thân thép, và chúng ta sẽ thấy được sự hoàn thiện giữa đánh bóng và phay xước. Khóa xem khóa bấm đôi nhá. Đó, lên tay rất đẹp. Thì với những anh em cổ tay vừa và to thì lên tay rất tuyệt vời rồi ạ. Chiếc này thì em đang có mức giá chiết khấu rất là tốt, đó là 155 triệu nhá. Tiếp đến thì em sẽ có đó là chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Contemplation, một bộ sưu tập đậm chất cổ điển của nhà Omega. Chúng ta sẽ có thiết kế sa mặt 38 mm. Chúng ta có thể thấy trên cái phần thân càng của chiếc đồng này, một cái phần thân càng được thiết kế rất là ngắn, đi kèm với đó sẽ là một bộ dây kiểu dạng dây hoàn toàn làm ngang. Bởi vậy thì chúng ta sẽ thấy một cái bộ dây này khá là to. Bởi vậy thì như anh em cổ tay vừa và cổ tay to lên tay vẫn không hề nhỏ,
hay như anh em của tay nhỏ lên tay thì cứ gọi là vừa xinh luôn nhá. Thiết kế độ dày của chiếc đồ này nó sẽ được khoảng tầm 12 mm thôi ạ. Đó. Và chúng ta sẽ có đó là một cái phần mặt số cực kỳ đẹp và rất cuốn hút, mặt số mới nhất của nhà Omega trên bộ sưu tập Contemplation, mặt số vân chám. Chúng ta sẽ thấy được đó là những cái sự lấp lánh long lanh trên cái phần mặt số này. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy được trên cái phần thân vỏ cũng như là bộ kim cọc số sẽ là bằng vàng đặc nguyên khối màu vàng hồng, và bộ kim thì sẽ còn dạ quang nhá. Ở bên vòng ngoài cùng chúng ta sẽ có các chấm dạ quang để chúng ta có thể đối chiếu giờ một cách rất là dễ dàng. Logo thương hiệu của hãng ở bên trên góc 12 giờ và bên trên góc 3 giờ sẽ là ô lịch ngày của chiếc đồng này. Mặt kính sapphire cong nguyên khối và trên cái phần thân vỏ của chiếc đồng này, đặc biệt nhất đó là cái phần niềng, chúng ta sẽ có các chữ số La Mã tương ứng với các cọc số. Chúng ta có thể xem giờ cũng như là nhìn tổng quan của chiếc đồng này, một chiếc đồng hồ đậm chất cổ điển. Ở bên phần cạnh thân của chiếc này, chúng ta sẽ có hai cái điểm G bằng vàng được đánh bóng, được làm nổi lên so với cái phần thân vỏ nhá. Còn ở bên tay phải của em thì hai cái điểm G này nó sẽ giúp cho cái phần núm nó được bảo vệ một cách khá là an toàn. Chúng ta sẽ có logo thương hiệu của hãng, toàn bộ phần thân núm mà cũng sẽ là bằng vàng đặc nguyên khối. Chúng ta có thể vặn tiến lên để lên cót tay và rút được một lốc sẽ là chỉnh lịch ngày bằng cách quay kim giờ. Khi mà qua 24 giờ thì đồng hồ bắt đầu nhảy lịch nhá. Sau đó thì chúng ta có thể rút lốc thứ hai sẽ là chỉnh giờ của chiếc đồng này. Rất dễ dàng thôi ạ. Sau khi chúng ta lấy giờ xong thì anh bấm vào thôi ạ và bộ máy nó sẽ hoạt động trở lại bình thường. Có một cái điểm trên cái chiếc đồng này đó là một cái ngôi sao 5 cánh được làm bằng vàng gắn ở bên trên góc 6 giờ. Đó cũng chỉ là một cái logo của dòng sản phẩm Constellation, ngôi sao 5 cánh rất là đẹp đúng không ạ? Bộ dây đây ạ thì chúng ta sẽ có bộ dây được làm bằng thép kết hợp với đó sẽ là vàng đặc nguyên khối ở phần các mắt ngang như thế này. Bộ dây thì rất đẹp nhá, lên tay thì cực kỳ lam tính. Chúng ta sẽ có khóa bấm đôi nhá, và ở mặt sau của chiếc đồng này thì anh em mình sẽ thấy được bộ máy của đồng hồ này sử dụng. Chúng ta sẽ có bộ máy có tên gọi Omega Casio 8500. Thì đây là một bộ máy in-house đời đầu của nhà Omega với chứng nhận về độ chính xác đạt chuẩn cho meter, và chúng ta sẽ có bộ thoát đồng trục Casio, nó vẫn sẽ giúp cho bộ máy chạy chính xác ngay cả khi bộ máy yếu cót. Và cái độ chống từ của chiếc đồng này nó sẽ không có như chiếc đồng hồ mặt màu đồng kia anh em nhé. Thời gian tích cót thì vẫn sẽ là 55 tiếng, và chúng ta sẽ có trên cái phần thân càng này mã số seri này, chuyện thép và 75018K, cùng với đó sẽ là những cái dòng chữ dòng sản phẩm Constellation và dòng chữ Casio Instrument, đó chính là cái phát minh độc quyền của nhà Omega trên bộ máy cơ khí này. Bây giờ thì em sẽ thử trên tay cho anh mình với chiếc đồng hồ này nhá. Sa mặt 38 nhưng mà lên tay thì không khác gì sa mặt 40 đúng không ạ? Lên tay thì rất là vừa tay nhá. Thì anh em cổ tay nhỏ, cổ tay vừa thì lên tay rất là tuyệt vời rồi. Còn với những anh em cổ tay to thì lên tay vẫn rất ok, vẫn rất đẹp. Chiếc này thì em đang có mức chiết khấu giao lưu với anh em mình đó là 138 triệu. Cái chiếc này của em thì đều được bảo hành chính hãng tại Việt Nam và đó là 5 năm, và khi mà anh em giao lưu tại cửa hàng của em thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh mình đó là 5 năm theo chính sách hàng mới. Ngoài ra thì em còn bao quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh mình có nhu cầu, và em luôn cam kết hàng chuẩn chính hãng chọn đời máy. Cửa hàng của em Tú thì sẽ có ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở gần cửa hàng của em thì có thể qua trực tiếp để thử trên tay nhá. Số điện thoại hotline của em có để dưới góc màn hình, và cảm ơn anh mình đã theo dõi. Em xin kết thúc video tại đây.